Xin chào mọi người và nhất là các anh trai tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Đây là video clip em làm về tử vi của năm Kỷ Hợi 2019 đối với tuổi của các anh cũng như vận hạn của 6 tháng đầu năm cho cái sự nghiệp, công danh và nhiều cái thứ khác ở trong cái tuổi của anh đối với năm Kỷ Hợi 2019. Một năm có thể nói là gặp địa chi lục xung ha. Thân hợi là lục xung và có nhiều điều cũng không có được thuận lợi, mà phải nói chung là nói thì nói vậy thôi, chứ em nói thật lòng mà nói thì người Mậu Thân là không có tin tưởng vào cái việc tử vi phong thủy, cũng như là tin tưởng vào cái việc tâm linh nhiều lắm. Người Mậu Thân nam mạng thì nói thật là đa phần, chứ không phải là tất cả, một số cái tháng sinh thì cái tâm của cái việc mà hướng thiện thì nó có. Không phải là người Mậu Thân không biết làm từ thiện, tuy nhiên người Mậu Thân thì không biết tin ai cả, thậm chí là bỏ tiền bên túi bên trái hoặc lấy tay bên phải móc ra đếm lại, bản thân các anh cũng chưa tin mình nữa. Bởi vì các anh thấy rằng nói thật vui là tại vì các anh suy bụng ta mà ra bụng người thôi. Các anh là một cái người cực kỳ thông minh và gọi là xảo, nếu có một số người gọi là xảo quyệt một tí xíu cũng không có gì là sai. Thì vậy đúng thôi, các anh là một người vận dụng đầu óc nhiều. Như đã nói thì các anh là ngoài cái việc mà thông minh lém lĩnh của một con khỉ, là cái xét về động vật là chỉ thua con người thôi ha. Và thứ hai nữa thì các anh là một trong những cái người mà cái vận hạn đào hoa và nó vận cách kinh khủng nhất. Nếu các anh thì các anh sẽ không công nhận đâu, các anh thì từ chối hết, nhưng mà nếu mà các chị có chồng là tuổi Mậu Thân thì các chị sẽ biết ha. Đặc biệt là rất thích bay bướm, vợ thì không bỏ nhưng mà thích đi bay bướm bên ngoài, đó là người Mậu Thân khôn lắm, đâu dám bỏ vợ hả. Thì nói chung là tổng hợp cái thiên tính của các anh là như sau. Với các anh Mậu Thân sinh năm 1968, thiên can mang chữ Mậu, thuộc hành thổ, thì thường là thân cư mệnh sẽ có các sao nhiều là tham lam, thái âm, vũ vật, thiên cơ và tử hóa. Thì như đã nói là người Mậu Thân là cực kỳ thông minh ha, sống là lợi dụng cái đầu óc, nhiều tham vọng, thích hợp với những cái quá là quảng giao, chơi với mọi người rất là tích cực. Nhưng mà thật sự mà nói thì người nào mà đem lại lợi ích cho các anh thì các anh mới đối tốt thôi, còn không có thì phớt lờ cho có, ngoại giao cho vui. Các anh đó thì phù hợp với cái giao thương và cái ngành nghề mà có tính chất là mang lại giải trí nhiều hơn là các anh là người ngồi bàn giấy thực hành, nhiều hơn là lý thuyết. Các anh đó thì như đã nói ha, khôn ngoan và thậm chí là chịu mạo hiểm, nhưng lại hay nôn nóng, nên sự thành công đó, khi đôi khi thành công gào gừ vào những năm may mắn thành công rất lớn, mà ngược lại là cũng trắng tay. Các anh dễ xảy ra cái biến cố lớn ở trong đường đời, tuy nhiên là nhờ cái sự thông minh lém lĩnh của mình thì các anh gọi là gì, quay được lại những phút cuối. Mà dù sao thì các anh cũng là người gọi là đa tài đa nghệ, số đào hoa thì rất nhiều, đặc biệt là có tính thuyết phục với phái nữ rất là lớn. Vì Việt Nam thiên can mang chữ Mậu, Mậu với lại Thân thì là bản thân thiên can sinh ra địa chi. Mậu Thân, Mậu là thổ, Thân là kim, mạng lại được tương sinh, thổ sinh tuổi, mạng tuổi tương sinh, cho nên là có thể nói người Mậu Thân nam mạng là một trong những người có số khá tốt. Biểu hiện là họ có cái sự thông minh, họ học vấn thì họ rất là dễ thành tài. Ngược lại thì người Mậu Thân mà đã tà thì không ai tà hơn ha. Nói thật là vậy, người Mậu Thân chỉ lo cho bản thân mình, mà họ đã tà rồi thì không ai tà hơn họ đâu ha. Đừng có mà chọc cái người Mậu Thân. Bởi vì như đã nói, con người luôn luôn có hai thứ để kết hợp lại, đó là nửa phần con và nửa người. Đừng chọc phần con của người Mậu Thân ha. Người Mậu Thân mà chọc phần con của người Mậu Thân thì kinh khủng lắm, nhất là Mậu Thân nam mạng. Hay ở chỗ là các anh là tuy là có thăng trầm giữa nó chữ Mậu thì nó hay mất hay được, nhưng mà được một cái là các anh thích nghi với mọi hoàn cảnh
giàu sang tôi sống cũng được, mà ngày mai tôi thất bại tôi sống bằng một cái ngày sơ hôm, rồi tôi gây dựng lại từ đầu. Người mậu thân không bao giờ biết nản chí. Tuổi mậu thân á, được sanh vào ban đêm á, mùa thu và mùa hạ đó, là sẽ được hưởng nhiều phúc lộc, tránh được những cái thăng trầm sóng gió của biển đời, đặc biệt là người mà sinh vào mùa hạ, ấm áp trái cây nhiều, khỉ mà sinh vào mùa đó thì rất là ok. Có thể nói là giờ đây đang trong những cái năm này là những cái năm mà gọi là tương đối tốt đẹp đối với người mậu thân, vì giai đoạn này thì người mậu thân là đã tích lũy đủ, nếu như không gặp biến cố hoặc là không lấy vợ vào những cái tuổi như là Tân Hợi hoặc là Giáp Dần thì những người này thì đa phần là không có khổ đâu. Lấy những cái người mà tương khắc bản mệnh, tương khắc bản chữ chữ Giáp, đặc biệt là Giáp Dần thì sẽ khó mà giàu được, còn không vượt được mạng thì giàu rất giàu nhưng mà báo hiệu là coi chừng trắng tay ở trong những cái năm xung tiếp theo. Sự nghiệp giờ đây thì gọi là vào cái thời gian của hậu vận rồi, các anh thì cũng khôn ngoan hơn, đã khôn ngoan rồi còn lại chậm chạp hơn, các anh không phải là chậm chạp mà các anh điềm tĩnh hơn để mà tiến sâu tiến xa, thì các anh không cần phải nôn nóng nữa, các anh giờ tiền nó tự đẻ ra tiền thôi. Còn một số mà người mà sinh không được thuận mạng thì rõ ràng là đây là một cái năm không tốt đẹp. Nhưng mà yên tâm đi, người mậu thân của các anh thì gọi là tốt số, hậu vận cũng không có khổ đâu. Sớm sẽ trở lại nếu như các anh mà đang ở trong cái thời kỳ mà mình không còn gì. Thật sự mà nói thì nói đi nói lại thì cái video này em không hy vọng là các anh mậu thân xem nhiều, tại vì nói thật lòng mà nói á, thì các anh không có tin, hiếm lắm trăm anh có được 10 anh là xem về tử vi phong thủy, toàn lại là tin bản thân mình. Nhưng mà em biết rằng là các chị vợ của các anh sẽ là người xem đúng không? Rồi, vận vào cái năm Kỷ Hợi 2019 đối với người tuổi mậu thân sẽ như sau. Mạng các anh là đại trạch thổ, tức là đất nhà lớn á, mang thổ mà gặp năm mộc á, là tương khắc xấu, chủ về cái bổn mạng và bệnh tật, thậm chí là nó tương khắc thì các cái phúc tinh và tài tinh cũng sẽ bị ảnh hưởng, không phát huy được hết tác dụng, cho nên là cũng ảnh hưởng đến cái và việc mà làm ăn buôn bán, gia đạo cũng không có được thuận hòa, đặc biệt là trong cái năm này. Tại sao nó gia đạo không thuận hòa thì mình sẽ xét thêm ở phía sau nó sẽ ra sao. Sao thì các anh có một cái sao hạn khá xấu, đó là sao Kế Đô. Thì sao Kế Đô là một cái phá tinh, một cái gọi là bại tinh rất là xấu đối với nữ giới. Tuy nhiên mà sao Kế Đô đối với nam thì ốm đau tâm tai tiếng. Người ta nói sao Kế Đô mà với nam mạng á, thì người ta gọi là không xô cũng ngã, cho nên là dễ bệnh tật. Gặp sao Kế Đô chiếu mạng thường gặp chuyện rối ren, đặc biệt là đau ốm và tai tiếng. Kế Đô là một hung tinh thuộc hành kim, thì rõ ràng nó càng bất lợi hơn cho người mệnh thổ của các anh, thì thổ sinh kim mà, khó khăn có thể là sẽ còn nhiều hơn nữa. Đặc biệt cái sao Kế Đô đó nó thường đem lại là tai nạn, tốn hao sức khỏe, thật dễ có tan khó, họa vô đơn chí và việc không may ở trong gia đạo, nên là cẩn thận. Hạn là địa võng, nhiều âu lo, gặp hạn địa võng thì có nhiều vấn đề lo lắng không giải quyết được, nên tâm tư của người sẽ vướng bận. Người ta nói gặp hạn địa võng thì tránh đi xa vào những ngày giờ mà xung khắc, những tháng mà xung khắc, chủ về gặp chuyện buồn, chú ý lời ăn tiếng nói kẻo mang tiếng thị phi, rất dễ có tan, khẳng định lại là rất dễ có tan, làm ăn khó khăn, công việc thì rất là dễ gặp việc bỏ dở. Vận niên thì các anh có cái vận niên của năm Kỷ Hợi 2019 khá là tốt đẹp, đó là vận niên Dương Hồi Ngạn, tức là dê về núi, hình tượng con dê mà được về với núi rừng, được ăn cỏ thoải mái, rất tốt đối với các anh, là thời gian tương đối an nhàn, hoàn cảnh gia đình sự nghiệp cũng ổn định, nói chung là nếu về vận niên thì là tốt chứ không xấu ha.
Người ta nói vận niên mà dương hồi ngạn á, thì công danh có nhiều triển vọng, kinh doanh buôn bán thì cũng gặp dịp phát triển, thậm chí là vận niên này sẽ có người có quý nhân giúp đỡ của mình nếu như gặp cái nạn mà vượt qua. Nhưng cũng nên là biết kiềm chế, vì đây là một năm có khá nhiều sự xung khắc, nhất là đằng sau cái đô mạng bị tương khắc, hạn thì là địa võng ha. Rồi tiếp đến đó là thiên can, chủ thiên can của các anh là mậu với kỷ, mậu gặp năm kỷ là không thiên can, mậu gặp kỷ là bình hòa, chủ về một năm công việc làm ăn bình thường, không có nhiều cái trở ngại ở trong cái công việc làm ăn xét về chủ thiên can. Tiền bạc thì làm ra cũng chỉ đủ chi dùng, cũng không có đến nỗi nào là khó khăn ha. Về mặt địa chi là địa chi thân gặp hợi, là địa chi tuổi thân gặp năm hợi là lục hại, dần thân tỵ hợi, thân hợi là lục hại. Lục hại thì nó sẽ rất dễ xảy ra chuyện khó khăn ở trong gia đạo và cũng các mối làm ăn, thì như đã biết thì em đã phân tích đó là phần địa chi mà ảnh hưởng nhiều đến phần của gia đạo và các mối quan hệ làm ăn. Như vậy phối hợp các yếu tố trên đứng về mặt ngũ hành mà để luận giải, thì năm kỷ hợi 2019 thì thuộc cái can kỷ, nó thuộc âm, ngũ hành hợp thổ, trung vận là thiếu cung, như vậy là thổ vượng. Đối với người mà mạng thổ gặp năm thổ vượng á, thì có phần lợi ích. Tuy nhiên á, là vì gặp năm mộc, vì năm là năm này là năm chủ mộc nên là tương khắc bản mệnh thổ, sức khỏe cũng có phần suy hao, không có phải vấn đề. Lại là năm địa chi lục xung, sao á, thì là gặp sao không tốt nên chỉ có lợi nhỏ, không mưu sự, không nên mưu đại sự. Với cái vận thiên thời á, tức là thiên can đó là trung bình, nhưng mà cái vận niên của các anh đó là vận niên tốt, thì cuộc sống cũng không đến nỗi nào gặp quá nhiều vất vả, cũng có vất vả ban đầu nhưng cũng sẽ có nhờ cái vận thiên thời và vận niên sẽ cứu lại. Đây là năm có thể nói là trung bình của các anh Mậu Thân sinh năm 1968 về làm ăn, nhưng rõ ràng là không thuận lợi về mặt sức khỏe và gia đạo vì những cái xung khắc mà đã xét ở trên. Đó là cái sơ khởi, cái tử vi của năm Kỷ Hợi 2019 đối với tuổi của các anh xét về mặt bên ngoài. Còn sẽ xét kỹ xem thử là cái sự nghiệp và công danh của cái năm 2019 đối với tuổi của các anh nó sẽ ra sao, vì là mình sẽ đo sao tính hạn ở bên trong, các cái phúc tinh bài tinh hoặc là phá bài tinh nó có ảnh hưởng gì không. Thì xét về mặt tứ trụ á, thì năm Kỷ Hợi 2019 á, thì với là thiên thuận, thiên thuận tức là thiên và thiên can đó, nó cũng về tứ trụ, nó thiên, nó chia ra thiên địa thôi, thì công danh tài lộc có chuyển biến có lợi, sẽ không có gì hết, bởi vì mậu kỷ nó cùng hàng nạp âm ngũ hành là cùng hành thổ. Nhưng địa là địa hao, tức là địa chi, thì gia đình tình cảm có chuyện bất an, gây tốn hao và buồn phiền cho các anh. Đó là xét về mặt tứ trụ. Còn xét về mặt tử vi á, thì tiểu vận của năm Kỷ Hợi 2019 đi đối với tuổi của các anh Mậu Thân sinh năm 1968 á, thì là đi vào thắng địa, thì người ta nói là đi tiểu vận đi vào thắng địa thì có lợi cho danh lộc lẫn phúc thọ. Đồng thời thì cái thắng địa này nó còn có khả năng ngăn chặn và hóa giải các cái điều mà chẳng lành do sao hạn xấu gây ra. Các anh đang ở trong cái thời gian gọi là đại vận 10 năm, từ năm 46 tới năm 55 tuổi, là thời gian mà sự nghiệp phát triển mạnh, thăng tiến. Tiểu vận năm nay lại vừa tốt, lại được cái ảnh hưởng của cái đại đại vận thì càng thêm thuận lợi. Nhưng rõ ràng thì các anh có cái sự thuận lợi thì cũng nên nhớ rằng là mình đang ở trong năm lục xung, cần cẩn thận, làm cái việc gì thì chỉ nên trong tầm tay, đừng quá tham vọng sẽ gây ra phiền toái, đặc biệt là cái phần sức khỏe nhiều khi nó ảnh hưởng cái công việc của các anh ha. Vì năm nay là dụ gì đi nữa thì vào năm kế đô, đối với người mà nam thì kế đô nó ảnh hưởng nhiều về mặt sức khỏe, đặc biệt kết hợp với cái mạng của các anh bị năm nó tương khắc thì rõ ràng là cần phải để ý. Tọa cung tiểu vận á, thì có thái âm tọa chủ, nhưng mà lại bị hãm địa,
có thể đưa đến cái sự nhầm lẫn là mình làm được lắm nhưng mà vẫn suy hao. Đồng cung thì có Kình Dương, Đà La, Thiên La, Địa Võng. Đây là những cái phá tinh và bại tinh rất là dễ gây khó khăn cho công việc, đặc biệt là có nhiều người ghen tị chống phá các anh ở trong cái môi trường mà làm quan gây khó khăn, nên dè dặt cố gắng chu toàn trách nhiệm mọi việc để đừng có để sơ hở để cho mặt kẻ xấu lợi dụng. Năm nay mà các anh mà đã có thằng nào nó chấm nó chơi các anh thì năm nay nó sẽ rất là quyết liệt để mà chơi các anh, phần thế nó sẽ yếu đi. Cung hộ chiếu ở cung tiểu vận thì còn có Hóa Khoa và Nguyệt Đức Thiên Quan, thì đây là những cái phúc tinh có khả năng cứu giải cái chuyện xấu, ngăn ngừa bệnh tật, rất có lợi cho công việc làm ăn, đặc biệt là với Hóa Khoa. Hóa Khoa là một sao là cái phúc tinh đệ nhất giải tinh, người ta còn gọi như vậy, là Hóa Khoa là hóa giải các cái phá và bại tinh, làm cho cái phá và bại tinh nó sẽ bớt đi tác dụng, đặc biệt là với Kình Dương và Đà La ha. Tọa cung tiểu hạn á thì còn có nè Thiên Phủ, Thiên Hỷ, Đường Phù. Đây là những cái phúc tinh, chứ dù là hạn nhưng trong hạn có Thiên Phủ, Thiên Hỷ, Đường Phù thì cái sự nghiệp của các anh, hạn của các anh nó là không quá lớn đâu, nó nhiều khi là nó ở trên cái tiểu vận nó có điều xấu vậy, nhưng mà ở dưới hạn mình có những cái này á thì trước thì mình gặp rối ren, nhưng mà sau là mình sẽ ngon lành, gọi là tiền hung hậu kiếp. Trong cái cung tam hợp thì có Thái Âm, Kình Dương, Đà La, Lưu Hà và Kiếp Sát. Thì đây như cũng như đã nói ở trên ha, Kình Dương và Đà La thì đi trước Lưu Hà và Kiếp Sát thì công việc như gia đạo sẽ có những cái điều mà không vừa lòng, đặc biệt là với cái Lưu Hà và Kiếp Sát này thì gia đạo sẽ làm cái điều đó rối ren. Bản thân thì các anh gặp mà Lưu Hà và Kiếp Sát thì rất là dễ bị bệnh nạn, đặc biệt cuộc sống bị người hãm hại bằng mưu âm mưu rất là đen tối, khiến các anh là không có được thoải mái. Mà các anh nên nhớ rằng năm nay là mình bị sao kê đô, mà các anh mà suy giảm tinh thần thì rất dễ dẫn đến bệnh tật. Nhưng mà các anh hãy nhớ rằng là phải tự tin là các mình có cái Hóa Khoa ở trong cái tọa cung tiểu vận, thì cái điều mà bị tác hại, bị hại ban đầu này, các anh sẽ đau đầu đó, nhưng mà cũng không gây hại cho sự nghiệp mà đang ở trong cái đà phát triển của các anh. Đừng nên có mà cái ý nghĩ mà tìm cách mà trả thù, mình lòi ra thêm cái sơ hở mà để cho người ta lợi dụng, đó là cái điều mà các anh không nên. Ngoài ra cung tiểu vận còn có các cái tài tinh khác như là Thiên Hỷ, Thiên Phù và Lộc, không phải Lộc Tồn mà là Lộc. Thì rõ ràng là nếu như mà Lộc không này thì tiền bạc sẽ dễ sinh. Tuy nhiên là bên cạnh đó còn có Pháp Tuế và Tiểu Hao, thì không đến nỗi nào. Nó là tiểu hao chứ không phải là đại hao, cho nên là mình làm ra thì mình phải có chi. Người mậu thân thì hơi tính toán một chút xíu, chỉ muốn lấy vô thôi chứ không muốn lấy ra bỏ ra. Nhưng mà năm nay thì với sao hạn hơi xấu thì các anh cũng phải nên chi ra để mà gọi là lấp liếm đi cho nó dễ dàng. Chứ còn mỗi năm mình tốt đẹp thì thôi, mình ăn mình cũng được ha. Mậu thân thì các anh hơi chơi trên đầu người khác chút xíu. Cung mệnh thì cung tài bạch thì rõ ràng là được những cái lợi như vậy thì tốt đẹp rồi. Nhìn chung các mặt á, thì năm nay tuy có phần khó khăn ban đầu, đặc biệt là về phần sức khỏe và gia đạo, nhưng sự nghiệp vẫn ổn định bình thường. Các anh nên an tâm về mặt sự nghiệp, về công việc, nhưng mà đừng quá mãi mê với sự nghiệp và công việc mà quên rằng gia đạo của mình là một cái chỗ dựa rất tin tưởng. Các anh đừng mãi mê với cái sự chiến thắng ở bên ngoài, mà khi quay lại thì gia đạo của mình nó đã te tô. Vào năm cái lục xung như vậy thì các anh sẽ khó có chuyện mà vui vẻ ở trong gia đạo. Rồi, đó là mà về mặt công việc và các cái phúc tinh bại tinh ở bên trong cái tử vi của các anh đối với cái năm Kỷ Hợi, báo hiệu là cũng khá ngon lành về công việc, về tiền tài. Còn xét về mặt tình cảm và gia đạo thì tử vi của năm Kỷ Hợi 2019
thì rõ ràng là công danh tài lộc của mình khá êm đềm, có tiền có tài đó, dù là có kẻ chống phá không thể nào yên ổn được, nhưng mà rõ ràng là công việc ít biến động. Hy vọng rằng với công việc ít biến động đó thì các anh sẽ nhẹ nhàng hơn với tình cảm gia đạo, bớt cái sự đòi hỏi ở con cái, để mà đừng tạo áp lực cho nó. Đối với gia đình thì rõ ràng là các anh là người thông minh khôn ngoan, nhưng mà đều có một cái là các anh hay hướng ngoại quá, hay có cái chị này chị kia ở bên ngoài, thì các anh mất đi cái tiếng nói ở trong gia đình. Thì đây là cái năm lại là năm lục xung, thì nên cẩn thận, đừng, nếu không muốn là con cái nó coi thường và nó làm rụng bay cái chuyện của mình. Thôi thì các anh thu vén một tí xíu ở trong cái năm mà gọi là lục xung về địa chi, bớt cái không, mà nói thật chứ cũng khổ lắm, người mẫu thân của các anh cũng khổ lắm, đâu phải các anh muốn ra ngoài thấy bông hoa kia cũng hái đâu, tại cái bông hoa nó ngã về mình từ chối không được, đúng không? Mèo thì không thể che mở. Đó là cái phần của các anh, nó có những cái mà đôi khi mình không biết nói làm sao. Tuy nhiên mà mình đã ở tuổi này rồi thì phải biết tiết chế để con cái nó còn có, ví dụ mình làm xui mình đỡ rồi mắc cỡ, chứ không mai mốt mắc cỡ chết ha. Tuổi này ham hố gì nữa, đúng không? Nhưng mà không, tuổi này mấy anh ham dữ lắm, muốn kiếm thêm luôn mà. Thì các anh này thì nói thật sự mà nói là em hay nói vui là mẫu thân của các anh rất là chung thủy, đúng không? Thí dụ như năm 20 tuổi các anh yêu gái 18, thì bây giờ các anh năm mươi mấy rồi các anh cũng yêu gái 18 thôi, rất là chung thủy, anh em công nhận cái điều đó. Với khôi việt hỷ hỷ thần, tức là thiên khôi thiên việt hỷ thần và đường phù, thì rõ ràng là con cái của các anh tuy là các anh không có tiếng nói nhưng mà tụi nó vẫn tự thân tự lập, gia đình tạo dựng nhà cửa, cho nên là các anh năm này với những cái phúc tinh này thì rất dễ có cái niềm vui từ tụi nó. Đó là cái điều mà em ấy, còn mà nói là vợ chồng các anh mà nói là hạnh phúc vui vẻ thì hiếm lắm ha. Ăn thua là các chị có nhịn hay không thôi, chứ còn là vợ các anh thì các anh cứ đi kiểu đó thì hỏi mà vui vẻ thì không phải ha. Rồi, quan hệ bằng hữu của cái năm Kỷ Hợi 2019 thì nên cẩn thận lời nói, với câu dảo nhập mệnh dễ sinh mất lòng, bị mang tai tiếng, đặc biệt là với cái kế đồ. Nhiều khi là mình không có nói gì người đó hết, mình xuất hiện trong cái cuộc đó thôi, người ta nói là mình nói và đem đến cái sự rất là không hay ở trong cái mối quan hệ xã hội của các anh. Vì bản thân của các anh thì mọi người đều biết là các anh rất là xạo, rất là tinh ranh ha, cho nên là người ta đặt điều là dính liền ha, các anh nên cẩn thận. Đối với các anh mà đang trong tình trạng độc thân thì rõ ràng năm Kỷ Hợi có thể thay đổi cuộc sống nếu muốn. Với tuổi đã khá lớn rồi thì thôi kiếm bà nào nó hợp hợp đi chơi ha, nhất là đừng có chơi mấy bà giáp dần ha, mấy bà giáp dần thì khổ ráng chịu. Rồi, còn về mặt sức khỏe và bổn mạng thì năm nay năm Kỷ Hợi can chi đều tốt, sức khỏe bình thường. Tuy nhiên là phải cẩn thận với kế đô, có thể nói là bổn mạng sẽ gặp chút khó khăn, bệnh mạng, nhưng mà rõ ràng là không đến nỗi nguy nan, chỉ là suy yếu bệnh tật thôi chứ còn khó chết lắm. Mẫu thân các anh thì khá là cái trường thọ khá dài. Và thứ hai nữa đó là mẫu thân của các anh ở trong cái năm vừa kế đô vừa bị tương khắc bổn mệnh thì nên cẩn thận khi đi ra đường lái xe, đừng có ỷ lại, đặc biệt là những tháng như tháng 4 và tháng 10 ha, nếu không muốn là có chuyện chẳng lành đó. Rồi, đó là cái tử vi của năm Kỷ Hợi 2019 đối với tuổi của các anh. Thì em có làm luôn cái vận hạn 6 tháng đầu năm đối với tuổi của các anh, thì mong rằng nó ứng cho các anh biết được là chỗ nào khúc khuỷu, chỗ nào thẳng bằng để mà tăng tốc, để mà biết mà vận dụng vào cuộc sống. Về mệnh á, đầu tiên hết á, là tháng Giêng, tháng Bính Dần của năm Kỷ Hợi 2019
tháng Bính Dần là một tháng hỏa. Như vậy là mệnh hỏa sinh thổ, bản mệnh được tương sinh rất tốt cho sức khỏe, còn giúp cho các cái phúc tinh được tươi sáng ổn định. Ngon lành ha. Thiên can chữ Bính và chữ Mậu thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ. Thiên can thì ảnh hưởng nhiều đến phần công việc, cho nên là công việc cũng không có việc gì mà quá lo lắng. Chữ Bính thì hành hỏa, chữ Mậu thuộc hành thổ, nó có thể là tương sinh về nạp âm ngũ hành, cho nên dễ sinh tài lộc. Người Mậu thân các anh mà tháng giêng vừa rồi, hôm nay là 29 tháng giêng rồi, thì mà quýnh bài thì chắc là không thua. Thiên can như vậy. Tuy nhiên địa chi là Dần, Thân thì thuộc nhóm lục xung. Lục xung là sao? Lục xung là mô tả sự đối chọi, chống đối nhau, gia đạo khó yên, nhiều điều không thuận lợi trong các mối quan hệ làm ăn. Các anh có cái tháng giêng là chơi vô cái tháng lục xung, gia đạo thì các anh chắc là giờ này các anh cũng biết rồi, không có yên, mình cảm thấy nó cái bồn chồn sao đó, đầy khó khăn, làm cho các anh không thoải mái ở trong cái cuộc sống. Với lục xung này thì nó còn ảnh hưởng nhiều đến công việc luôn, chứ còn không phải chỉ có riêng về cái gia đạo không. Tiếp theo là tháng 2, tháng Đinh Mão tiếp tục là một tháng hỏa. Như vậy thì tháng 2 cũng giống tháng 1, sức khỏe được tương sinh tốt, phúc tinh và tài tinh hưởng lợi. Thiên can chữ Đinh và chữ Mậu cũng tiếp tục là không xung không hại, không hình không tương hợp gì về mặt tử vi. Nạp âm ngũ hành của Bính Đinh thì hỏa, nạp âm của Mậu là thổ, cho nên tiếp tục là một cái tháng tốt cho công việc, dễ sinh tài lộc, thậm chí là có tài lộc lớn ha. Tuy nhiên là về công việc thôi nha, còn em không có nói là tài lộc lớn là các anh đi mua vé số hay là mua số đề, em không khuyến khích ha. Em không tin vào cái chuyện đỏ đen, dù rằng em có chơi đỏ đen ít nhưng mà em không tin đâu, tại vì tự em chơi em thua không à, bởi em đâu có chơi ấy đâu. Địa chi Thân Mão là tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có xung nhau, cũng không tương hợp. Như vậy tháng 2 thì khá tốt đẹp, tốt đẹp hơn tháng 1 nhiều, vì cái địa chi mình không bị lục xung, mọi điều nó cũng tương đối ok. Tiếp đến là tháng 3, tháng Mậu Thìn, một tháng mộc. Mậu Thìn thì là gốc mộc, như vậy xét về trụ mạng là mộc khắc thổ, bản mệnh bị tương khắc tháng, bị tháng tương khắc, cẩn trọng sức khỏe và tai nạn xe cộ. Nên nhớ là các anh đã bị mộc khắc thổ của năm, giờ hôm nay tháng là mộc nữa, tiếp tục khắc nữa, cho nên là đặc biệt là cần cẩn thận. Gặp là tháng này là gốc mộc như vậy. Tiếp đến là thiên can. Thiên can là chữ Mậu thì nó cùng hàng thổ, thì công việc cũng tiếp tục là một điều tốt đẹp, không có việc gì xảy ra, thậm chí là có nhiều thuận lợi. Địa chi thì thuộc nhóm tam hợp Thân Tí Thìn, tam hợp hóa giải tam tai. Nhưng mà tam hợp này không những đem cái may mắn cho gia đạo mà còn may mắn cho cả công việc, với cái thiên can cái hai chữ Mậu cùng hàng, có thể là công việc ổn định, không có chuyện gì hết. Nhớ là các anh vẫn bị mạng tương khắc, cẩn thận sức khỏe và tai nạn, đặc biệt là cái tháng này rất dễ xảy ra cái chuyện chẳng lành ha, bệnh rồi này kia, các anh cần phải chăm sóc bản thân và sức khỏe các khá tốt. Tiếp đến là tháng 4, tháng Kỷ Tỵ, một tháng mộc nữa. Như vậy cũng giống tháng 3, các anh cực kỳ cẩn thận với cái bộ mạng của mình, nếu không muốn gặp chuyện chẳng lành, tại vì các anh gặp hai tháng thổ liên tiếp, nó sẽ tương khắc bộ mạng của các anh một cách trầm trọng. Thiên can Mậu Kỷ thì không xung không hợp, là trạng thái cân bằng tự chủ, tiếp tục tốt cho công việc. Mậu Kỷ thì cùng hàng thổ, ngon lành rồi. Địa chi người ta nói là Tỵ Thân, Dần Thân Tỵ Hợi, Tỵ Thân. Tuy rằng hai cái địa chi này nó nằm trong tứ hành xung, tuy nhiên mà nó cũng chính là lục hợp trong địa chi, đem đến nhiều may mắn cho gia đạo cũng như công việc làm ăn. Tiếp tục tháng 3 và tháng 4 là tháng tốt cho gia đạo, rất tốt cho gia đạo là khác, và tốt cho làm ăn, tuy nhiên bổn mạng cần cẩn trọng. Cái gì mà đi với nhiều may mắn thì nó cũng sẽ có nhiều bất lợi ở phía sau. May đi trước họa đi sau, cần cẩn thận ha, ở trong tháng 3 và tháng 4. Tiếp đến là tháng 5, tháng Canh Ngọ thì một tháng gốc thổ. Như vậy xét về trụ mệnh là thổ đồng hàng, sức khỏe và bổn mạng đã được an toàn.
Ok. Thiên can Canh Mậu thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. À, như vậy thì Mậu thì thuộc thổ, Canh thì thuộc kim, thuộc vòng tương sinh thổ sinh kim. Có tài lộc ngon lành. À, địa chi Ngọ Thân thì tự chủ bình hòa, không hình hại, không xung khắc. À, địa chi cũng ok. Như vậy tháng 5 thì gọi là một cái tháng trung bình thôi. Về mặt sức khỏe thì ok, công việc cũng không có việc gì, địa chi cũng không có việc gì, và mình chỉ cầu nhiêu đó. À, mình vừa trải qua cái hai cái tháng may mắn thì cái này nó cứ tiếp tục phát huy, nó không có ấy gì đâu, nó cứ cái đà đó, nó như vậy là tốt đẹp. À, tiếp tục là tới tháng 6 âm lịch. Tháng 6 âm lịch là tháng Tân Mùi, tiếp tục là một tháng độc thổ. Như vậy mệnh cũng là sẽ thổ đồng hành, à, giống như tháng 5, sức khỏe của các anh không phải là vấn đề. Thiên can Tân Mậu thì cũng không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. À, địa chi thì Mùi Thân thì tự chủ bình hòa, không hình hại, cũng không có tương hợp. Như vậy tháng 5 và tháng 6 thì khá giống nhau. À, sức khỏe không vấn đề, công việc cũng không có gì trở ngại. Tháng 6 địa chi cũng vậy. À, ngon lành. Như vậy thì báo hiệu của các anh chủ yếu ở trong cái tháng 6 tháng cuối năm này, 6 tháng đầu năm này thì để ý nhất vẫn là cái hai cái tháng mà bị tương khắc, đó là mộc khắc hỏa. À, về bổn mạng là hai cái tháng tháng 3 tháng 4, còn công việc về gia đạo thì cũng không có gì đó là quá nhiều, chủ yếu là cái tháng giêng, mà tháng giêng thì đã qua rồi ha. À, hy vọng rằng nó sẽ tốt đẹp tiếp tục vào tháng, thí dụ như tháng 2, tháng 3, tháng 4, tháng 5, tháng 6, còn 5 tháng nữa là nhiều may mắn như những gì mà cái vận hạn 6 tháng đầu năm đã thể hiện. Như vậy thì em đã chia sẻ xong cái tử vi của năm Kỷ Hợi 2019 cũng như vận hạn 6 tháng đầu năm đối với tuổi Nam Mạng Mậu Thân 1968 của các anh. Hy vọng rằng đây là những thông tin bổ ích để các anh ứng dụng vào cuộc sống mà có được cái tiền tài, cái sự mong muốn của các anh. Các anh xem video thấy hay, xin nhớ bấm like và chia sẻ cho mọi người khác được biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi ở YouTube, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ tử vi cũng như vận hạn các tuổi mà ứng dụng vào cuộc sống. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye và hẹn gặp lại.